dễ trúng thưởng quá. Và đây coi như là ông anh chấp sẻ một xe rồi. Mới đi dò đầu tiên đấy từ chủ chim sẻ và đấu cầm Hitty, quân nó lệch hẳn bên bên này, nó hơi 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 một chiều anh em ạ. Rồi là vòng đi dò hồng anh 30% dò ở đầu sẽ là một, bởi vì mở mắt ra là thấy quả luôn rồi. Cảm giác hơi hụt hẫng anh em nhờ, chúng ta cần những trận đấu như kiểu là ACEA, những trận đấu kiểu Panpur bổ nhau tưng bừng lên, vận dụng tối đa công lực đấy. Hitty thì thường bảo trong map lag nhiều lắm, Hitty bài này toàn đôi voi. Tránh đình trọng là khấn cái gì anh ơi, bây giờ quân đã hơn rồi lại còn khấn nữa thì làm gì có cửa thua nữa. Đây hiêu đầu đôi voi rồi, thiếu mỗi bãi quả dừng thêm đây rồi, khỏe vàng trong kịch góc 9 giờ để thêm dừng 12 giờ nữa. Bài này anh em còn đòi khấn nữa, bài này là bài sinh ra để win rồi anh em ạ. Bình thường con Hitty trong map la nó phải nghiệt cơ, nhưng mà Hitty trong tay ông trẻ thì nó khác. Mở mắt ra đôi voi bầy hiêu và đang lùa hiêu về ở trận đấu này. Và đến với trận chung kết sớm dành cho anh thủ ông anh thì mình vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn nhà trợ đại chiến Tam Quốc BTC Mobile đã tồi cạn lời và đã mang đến series Summit thách đấu quân hùng dành cho cộng đồng ai chúng ta. Đại chiến Tam Quốc là game chiến thuật thả quân hay nhất hiện nay với lưới chơi tương tự Clash of Clans. Game chỉ có duy nhất một server liên thông 20 nước trên toàn thế giới gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ và các nước APEC. Cộng đồng đông vui, thường xuyên offline gặp gỡ, hướng dẫn chi tiết cho người chơi mới và cam kết Đại chiến Tam Quốc không hút máu người chơi, đặt quyền lợi người chơi lên số 1 và big update đều đặn 1 tháng 1 lần. Anh em có thể tải game qua Google Play hoặc App Store để có thể chơi và trải nghiệm cổ vũ cũng như là ủng hộ cho nhà tài trợ của series Somat thách đấu quân hùng này. Mà đang quảng cáo thì cạn lời anh em ạ, cứ thế thôi đấy, bảo rồi anh em ạ, có hay cúng có hay bài nhưng mà vấn đề là phải đúng thầy nữa cơ. Bài Hitty này thì có thể khung nhà ở góc 9 giờ được để cho anh chủ chim sẻ giật vào góc này mà tùy thôi. Mình nhìn nhầm đấy, không phải vàng 9 giờ đâu nhỉ, đó là bãi đá. Bây giờ câu voi về hiêu đầu đôi voi quả phụ mắc của mắc sở trường đỏ anh em ạ, sở trường đỏ rồi. Đang câu voi về đến từ cái thủ chim sẻ, hiêu đầu đôi voi quả phụ đây, khung luôn chỗ này lại, không biết là ông anh sẽ sống kiểu gì bài này. Ây giời ơi, bãi vàng chúng ta chưa thấy anh em nhá, chúng ta chưa thấy vàng. Sẻ đang đưa con voi này về, chào anh Nguyễn Văn Sa nhá, chào anh em. Rồi giải quyết voi này thôi, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng có được một xe bỏ túi trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi cơ cấu thêm bãi quả phụ 6 cây cái rủi chim sẻ. Ai bài Hồng Anh cũng mắc binh nhá, 10% anh em ơi. Rồi con voi tiếp theo dành cho bài đấu này của anh thủ chim sẻ, con voi thứ hai, bài đấu đẹp để có thể đối đầu với thủ ông anh và sẽ có chip S thứ hai ở trên này để có thể khai thác gỗ dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Và đây con voi thứ hai được em đưa về rồi. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả bạn đang có mặt trên livestream cái thủ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Đá hay lại còn đỏ à? Và đỏ ăn tất mà anh em, random mà. Random chúng ta phải chấp nhận thôi, bây giờ mới làm nào bây giờ? Trận này đến 4 hạng đánh á. Thôi anh giờ lên 4 map la đánh solo lên 4 thì khoai. Mấy kia 25 dân 10% sẽ 7% nào. Ông anh với cả Tuân chắc là cũng kiểu tự tin lắm, thấy dò 10% bài móc binh nhá. Soi tham thấy sẽ 7%. Ôi. Nó 7% thôi anh em ạ. Đấy cũng xem là Hồng Anh sẽ đánh gì với bài đấu được cầm Kata thì đối đầu với Hitty vụ chim sẻ. Cơ cầu đóng nhau điều kiện ở trong trận đấu này. Bài này thì đánh thẳng cung rồi, còn lên đời sớm hơn cả Hồng Anh luôn cho nó mát. Bài mắc 25 dân đấy chim sẻ. Cộng 1 dân, xin lỗi các bạn. Rồi kích. Kích vàng 954. Kém xe hàng tí. 25 dân cộng 1 kích 954. Kém xe hàng tí anh em ạ. Hitty được kích 9 nhá. Hitty kích 9. Rồi đen đen đưa dân vào. Không đi vòng được vì bãi đá nó đã chặn mặt kia rồi. Đang chờ xin tê lại phải xây cái em mới. Vâng, 27/28 đó là tham gia hiện tại dành cho
Bài đấu này của thủ chim sẻ trong lúc 9 giờ có Hốc và em đang ra ruộng đây rồi. Vẫn có tân dân đang ra bên ngoài nhưng mà chúng ta có thể chờ ăn hết rồi chúng ta kéo về làm cái BS nữa, ăn gỗ cũng được hay là vẽ ruộng ở nhà chính tùy. Quan trọng là chúng ta sẽ phải thủ những tân đầu của Hồng Anh với những con ngựa giò đẩy đến này. Vấn đề bây giờ là chưa thấy giò Hồng Anh đâu. Đây rồi, giò đến rồi. Nào. Để giáp em ơi. Để không giáp đấy chim sẻ. Nâng trượt à? Nâng đi, nâng đi. Mày chết. Yếu à, sẽ bảo là không nâng vì yếu. Bài không giáp anh em ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta không mất dân. Con giò của em đủ Hồng Anh cũng không hề khỏe, chúng ta có con tên mới đây rồi. Và lên đời sớm hơn so với kỹ thuật của mày. Rồi, rồi Tết nhất lại mất 2,8 triệu rồi anh em ạ. Và tham lai là 40, à chầm xin lỗi bạn, 29/40 đến từ thủ chim sẻ, thêm hai cái ruộng nữa ở trong góc 9 giờ này. Có cái gì đó đến nha, con ngựa giò và như cả lạc đà, bài đánh 3, chim sẻ chết mất con tê rồi. Ta vẫn đang có dân được xin ra, cung rờn ở bên trong luôn, 3A đến từ thủ chim sẻ. Và hãy cẩn thận một tơn mà Hồng Anh không, Hồng Anh đánh 2L này mình nghĩ là không có tơn công gì rồi. Đánh 2L này khả năng Hồng Anh sẽ không có ca kèo gì vào nhà chim sẻ nắng đâu. À không, từ từ. Nhìn những con lạc đà nó cứ vờn vờn bên ngoài này, tôi đang cảm thấy khá là quan ngại anh em ạ. Bây giờ muốn ra thì phải có giáp cơ. Bây giờ mà liều mình đi ra tìm, à đây có con cung lợn ở bên ngoài, mày quá. Ra tìm xem có ca hay không anh em ơi. À, nó đứng rình rình này, đây rồi, ca rồi, Anenka đến với thủ Hồng Anh rồi. Và bắn được con ngựa giò đội bạn. Cái kiểu mà lạc đà đứng rình rình như thế này thì chắc chắn là phải có tấn công phá gì đó đến từ game thủ Hồng Anh. Và các bạn có thể thấy là đúng là game thủ Hồng Anh, một game thủ rất là đặc biệt trong cộng đồng chúng ta. Những bài đánh của Hồng Anh thực sự là khiến các game thủ cảm thấy hoang mang và lo sợ. Bài đánh 2L thì nó vẫn công ca được, khỏe thế. Cũng bài 10%. Tham lai là số là 40 đến từ game thủ chim sẻ nắng và đang muốn thiết kế trước nhà BA thứ tư ở trong trận đấu này. Chúng ta đang có cung R để có thể áp sát nhà BK của đối phương. Đây nhà BK đến Hồng Anh nhưng Hồng Anh sẽ đợi ca nở ra và cho lạc đà quay trở lại. Khá đông lạc đà của game thủ Hồng Anh đang ở đây. Nhưng chúng ta là những con cung R hitty, những đơn vị cung chất như nước cất, cực kỳ chất lượng đến từ những con cung R hitty. Và đang đứng ở bên trong để có thể xả vào lạc đà Hồng Anh. Có hai cung R bên ngoài nhưng Hồng Anh không thể áp sát hai cung R này được. Bởi vì áp sát hai cung R này thì ở ngoài nó sẽ, ở trong nó sẽ dã ngay. Ái ra. Và bắt đầu có ca đấy Hồng Anh, sẽ vừa chết hai cung R, chết thêm hai đông dân với tơn vừa rồi. Tham lai ở số là 43 đến từ game thủ chim sẻ nắng. Và đang cố gắng rỉa lạc đà của đối phương. Sau đó sẽ tách cung R ra bắn ca. Đây, một tơn đi vòng ra bắn ca đấy từ game thủ chim sẻ. Thí con cung R mặt kia. Con ca này chắc chắn sẽ chết bởi vì đây là sát thương đến từ cung R Hitty. Nó bắn cực kỳ nhanh các bạn có thể thấy. Hai cung R thôi nhưng bắn khoảng 2 đến 3 vòng là ca nằm rồi. Và tham lai của game thủ chim sẻ đang số là 44/56 ở trận đấu này. Em đã bò kín lại nhà mình và sẽ cho cung R ít máu đi tìm những cơ sở làm ăn game thủ Hồng Anh. Bây giờ có tự tin đi ra bên ngoài hay chưa? Mình nghĩ là chưa. Không nhìn thấy. À đây có bãi vàng tận mặt 12 giờ, xa quá. Con ca tiếp theo chuẩn bị ra rồi. Đó lý do vì sao mà Hồng Anh đang quay trở lại với những con lạc đà của mình. Hồng Anh chuẩn bị ra thêm con ca mới và đúng là như vậy, chết thêm một cung R đến từ game thủ chim sẻ với tơn ném ca vừa rồi của game thủ Hồng Anh. Sẻ đen nè. Nhưng Hồng Anh chưa dám lao vào. Đang muốn đưa cung R ra bắn ca. Ơ, Hồng Anh không bảo kê ca này. Em ơi, đây rồi Hitty em ơi, không bảo kê ca, ba con nó bắn phát chết luôn. Hồng Anh không bảo kê được con ca của mình ở trong tình huống vừa rồi và con ca thứ hai của Hồng Anh đã nằm sàn. Thế một chiếc nhà bé nữa ăn gỗ đây từ game thủ chim sẻ và đây là bãi hoàng của đối phương. Chỉ có hai dân, đây là hai dân đi dâng ca đây này. Bãi quả mới thành lập. Và tham lai của sẻ đang số là 54 và chúng ta đã nhìn thấy được những cơ sở làm ăn game thủ của mình với bãi gỗ. Bạn có thể nhìn thấy trên bản đồ con khi sẽ đẩy cung R vào mặt 3 giờ. Và có lẽ chúng ta sẽ có một C bỏ túi trong buổi tối ngày hôm nay trước game thủ của mình. Bây giờ thì 5 cung R rồi. Nó giật cho 2 giật thì không thể nào sống nổi con ca này nữa. Vâng, vào hết đây. Một lạc đà đi làm gì có cửa. Và tỷ số được ấn định là 3-0 ở trong set đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với game thủ Hồng Anh. Rất mắc bình với những coi quân bài như thế này. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về game thủ chim sẻ và ta cũng chờ đợi đến với set đấu thứ hai ngay sau đây. 1-0 về C nghiêng về game thủ chim sẻ nắng, rất nhanh chóng, tịt luôn. VTC Siêu Free Võ Liệt Hoàng Hậu lần đầu tiên tặng tướng truyền thuyết 777.